Tại sao trên thi thể của Goro lại thiếu mất nhiều răng trong khi anh bị tấn công ở đằng sau đầu? Ở chap 77, Ruby và Akane đã phát hiện ra một thi thể nằm trong một hang động. Người đó không ai khác chính là Amemiya Goro. Thi thể của Goro có một điểm khá đặc biệt, đó là phần răng của xác chết thiếu khá nhiều ở bên trái, trong khi Goro lại bị kẻ lạ mặt tấn công ở sau đầu. Theo lý thuyết thì răng sẽ là một trong những bộ phận còn sót lại lâu nhất của cơ thể trong quá trình phân hủy. Vậy tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Có thể là trong quá trình di chuyển, hung thủ đã khiến xác chết bị va đập nên một phần răng của Goro đã bị mất. Nhưng mà nếu đã di chuyển ẩu như vậy thì chiếc kính cũng không thể còn ở đấy được. Hoặc cũng có thể là hung thủ còn cố tình đập lên mặt Goro vài phát nữa để chắc chắn anh đã chết nên mới xảy ra hiện tượng trên. Các anh em đừng quên ghé qua Hai Liên Tục Anime để đón xem nhiều video hay và hấp dẫn nha!